Chào cả nhà nha. Hello, chào cả nhà. Mới cá rồi, sớm anh em đặt coi, bây giờ mình nấu cơm, mình ăn, mình đi làm cả nhà ơi. Lựa mới cái bự, cá nhỏ mình thả rồi. Đây cả nhà, có trứng gì xong. Trứng. Con có cá rô khổng lồ này nè cả nhà ơi. Bữa nay mình sẽ nấu một cái nồi canh chua độc lạ luôn đó nha. Rất là nhiều các bạn chưa bao giờ ăn. Món lạ kỳ á. Một cách ngon lắm. Mà không biết làm sao nè. Nó nguy hiểm lắm cả nhà ơi. Mình nấu với con súng nha. Canh chua thập cẩm. Con súng với cá đủ thứ luôn. Cá rô, cá sặc, rô phi. Ủa cái chặt khá hết trơn xong. Thả hết cái sạch rồi cả nhà, còn cái rô không à. Rô với cái rô rô phi. Bữa nay mình sẽ nấu cái nồi canh chua dữ dằn nha. Hay cả nhà ơi. Canh chua với trái tầm ruột. Tầm ruột này nấu chắc độ giống như me đó xong. Này có nấu chưa? Có chưa? Muốn ăn nào chưa? Có, không phải gì. Thấy hả? Ừ. Lúa chưa ăn bao giờ luôn á. Sao thơm nè cả nhà. Rồi, nữa chút xíu nữa, vừa cá xong anh em mình sẽ nấu nồi canh chua ăn cơm nha. Làm dục vô cả nhà ơi. Trời ơi, bỏ thằng ruột vô. Này giống như me vậy trời. Nấu không có. Nhiều thì đủ chua không sao? Không biết đâu, thấy nó hơi ít nên chắc đổ chua trong ruột nè chua. Có này hồi mình đổ me vô thêm không? Em ruột quá ít. Mình nấu cái này, món này là lạ cho cả nhà xem nha. Chứ nào giờ lúa chưa ăn, ba xong chứ mua ăn rồi. Không biết ngon không? Nó chua chắc đâu đậu thanh nó dữ lắm á. Ngon. Heo thơm, cá. Mình nấu cho nó chín luôn, mà mình dầm luôn hay xong. Nó chín vớt ra tô ra dầm me chứ. Lấy hột lại. Để chỉnh hột cho muốn nhai kìa. Kỹ răng hết luôn. Ăn sống còn nhai được chứ nấu cũng cái chắc nhai được đâu. Hôm qua mình về mình hái mới vô râm cả nhà. Mình trồng. Chưa có trồng được nữa. Trồng cái có ăn. Vô râm ngồi ôm thì mình trồng lên rồi. Nãy nổ rồi, nãy chìm chơi, nãy nổ hết trơn. Ba con bóng đẩy lên đó. Lâu chín lắm chứ không phải màu đâu. Còn lâu hơn me. Lâu me nhiều. Sáng sớm bữa nay anh em bội thu rồi cả nhà ơi. Mớ cá ăn rồi. Nhiều ăn bà luôn. Mớ cá cũng ngon đúng không? Ừ. Trời ơi, gấu nó bỏ ra ngoài nữa rồi. Mới bắt vô mày bỏ ra nữa rồi. Gấu. Câu con. Nó nằm ở cả nhà coi chưa. Tha con vô kìa gấu. Ra ngoài đầu bú thôi vậy đó. Kêu nó vô kìa. Kêu con vô kìa, để con ở ngoài. Tha vô gấu. Biết tha không? Liếm liếm. Tối sữa thì ra da kiếm ra, da kiếm mẹ nó đó. Ừ, nghe mùi cũng chua nè. Chua lắm chua. Chua. Chua, nghe mùi chua nè. Nghe mùi ruột rõ ràng ha. Chín cái điền vớt ra dầm. Mềm mà cả nhà ơi. Lỡ như nó không chua thì mình lấy me để vô. Nghĩ chắc chua rồi. Cái giá này tiện lợi quá. Đó. Bây giờ phai phải tự ha. Phai gì mà vàng vàng nè. Cũng tròn tròn á. Không.
ta vừa bán ngoài chợ. Phải cao không? Đúng, phải cao. Đó. Nhà phải lấy hộp cho cả nhà ơi, để là con chúa trúng cái hộp con cái đá luôn á. Cướp giang ngay cục đá. Vậy gần. Cái giá kìa mất nước luôn. Như rồi đó. Nên thử trồng em mua chua không mua? Dạ, mấy nữa đi mua. Được rồi, xong. Chua luôn hả? Được rồi. Dạ. Cho vô miếng nước, ngoái vô một tí nước đi. Dữ lắm chua hả? Vừa vừa thôi nghe, hồi mình nấu giống luôn á. Múc vô mấy nước nè. Chua dữ lắm đó nghe xong. Vô. Nước này đục ngầu luôn rồi. Nước cái mẻ vậy á. Chua hơn me nữa. Thử coi. Chua mày nó khác me không? Nó dậu cái hậu nó dễ chịu hơn. Đậm đà hơn. Vô cá. Nó chua mà có vị chát chát hơi vậy ta. Có quá thằng hồi mình nấu ngót luôn hả mua? Ngót luôn. Nấu sao không? Trời. Chua cay nó ngon nè. Mình đợi chút xíu nữa cá chín cái mình nêm nếm mình bỏ một súng vô nữa là xong cả nhà ơi. Vậy là được bữa cơm. Muối. Hử? Muối. Muốn ăn cá hả? Ăn chua. Bữa nay cái màu trời cũng không được đẹp hung vậy ta. Hồi sáng thấy nắng im lắm mà trận. Kì vậy xong. Âm u nữa kìa. Màu nắng này là màu nắng chuyên mưa nè. Mấy cái mít nó lớn rồi cả nhà ơi. Vài tháng nữa thôi là nó bự lên, nó che cái nắng chiều á. Mày rất là mát. Đây được cái chén cá ngon lành. Màu lớn chân cá nó chịu lớn lớn hay ghê hồn thiệt chứ. Ba cái mướp nó bò lên, cho nó bò lên luôn. Đậu này thì trái ăn hết được rồi cả nhà, nó già, ăn không kịp luôn á. Nó bò lên cây chân cá nè, nó chỗ trái hoài luôn, anh em ăn từ từ. Để con trái lên kia ăn vừa kìa. Cả nhà cái trái này ăn vừa nè. Đó, rất là ngon đó. Cái kia ăn không kịp, nó già hết trơn luôn. Nhiều lắm. Lửa hết lóc vô. Hồi nữa sau cái mình nêm lại ha. Lóc chín cá cái mình để vào cho mình nêm lại. Cá sôi gần chín cả nhà. Đúng chưa? Mời cả nhà ăn miếng bánh bía nha. Đói bụng nó chuyển hết nổi nha nhà. Đơn giản mà ngon nha cả nhà. Rồi tắt bếp luôn cả nhà ơi. Quay quay. Gặp mời cả nhà cùng ăn cơm nha anh em lúa nha. Canh chua trái tầm ruột.
Rồi. Cơm thôi, cơm thôi. Cơm thôi cả nhà ơi. Đơn giản mà ngon nha. Chắc là có rất là nhiều các bạn chưa bao giờ ăn cái món này. Dễ gì, chưa có ai biết ăn đâu. Cũng có ăn chứ, ở dưới quê mới có ăn được. Tầm ruột bây giờ cũng khó kiếm. Cái mùi nó thơm cả nhà ơi. Cộng với lòng không hả? Dạ. Chắc chỉ nha, muốn con súng. Ngon cả nhà. Đây ảnh nè, đại ca đứng đầu nè, lãnh đạo đó. Nhà cô đó mình ảnh là vua chúa đó. Dữ nhất luôn rồi. Mà cho lãnh đạo mà. Thôi, mời cả nhà cùng ăn cơm anh em lúa nha. Ăn hết rồi cơm mới nghỉ nha. Căng. Cả nhà cùng ăn cơm nha. Chết. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà dùng cơm. Cơm sáng cả nhà ơi. Ngon hơn giác. Thật. Nó thơm. Nước nó ngọt thanh lắm chứ bọn. Vô cả nhà, cả nhà con cà rô. Bữa nào cả nhà làm thử đi. Ngon lắm á. Không nói chơi đâu nha. Tại vì lúa nào giờ chưa ăn cả nhà. Nó ăn được hay là không. Nhưng con ơi. Đã. Thiếu ớt là cái này. Thôi, chú này ngon thôi chứ giác nữa quý. Nó có cái hậu ha. Thơm nữa. Cái trứng cà rô cả nhà ơi. Mỗi cái gia vị á cả nhà, nó có một cái đặc biệt riêng á. Nghe có mùi thơm dễ chịu. Cái này thì nó có màu. Nó trong. Thời gian nấu nồi canh chua giấm vậy đó. Không. Chua chanh làm cái trứng cái đô cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Béo. Cá gấp nguyên con đi qua cá nhóc chân là rẻ gì. Lúa ăn được cái húp cái ghê ha. Nó chua mà nó chua không có ái, nó chua thanh thanh thanh. Nó hậu, nó đậm đậm mà nó ngọt.
Đây nó có độ chát dặn lại á. Chát nhẹ á cả nhà. Nào chứ ăn thiệt tình đó. Cái này nó ăn rộn quá. Còn cái lá me non mình nữa cả nhà, nấu cái chua ăn rất là thơm nha. Lá me non mình nấu rồi, làm rồi cũng ngon lắm. Mỗi cái nó có cái vị khác nhau cả nhà ơi. Bây giờ cay. Bỏ gì ở dưới có không ta? Mà vô trời trứng rồi cả nhà ơi. Lúc này. Chấm ớt rồi, mình chấm nước mắm. Cái miếng lúa đó mà múc cái bờ cao lên ha, nó thả cá vô đó ha. Nói gì nuôi luôn. Ừ. Thì thả nó chẳng ăn gậy ăn sâu lắm luôn. Ừ. Nó tôm được luôn á, nếu mà nước sạch đó. Nếu mà sao mà người dân mình lại ít tận dụng cái đó ha. Ừ. Lại tận dụng cái rồi. Bỏ dưới nhóc chứ biết, nhưng mà mỗi cái miếng đất nó khác nhau hết. Miếng đất là bờ cao ta mới làm được. Cái nuôi đồng á khó nuôi lắm cả nhà. Mưa mà là mưa lớn là nó lóc dữ lắm, mình mới vào lại. Thả vài cá trứng chưa ha. Đã nẻ một cái đó. Biết bao nhiêu nào nữa. Như mấy cái gô non mà sớm mình thả đó. Là mấy cá đó mấy mưa, đám mưa trước đó, mấy đám mưa đầu mùa. Đã đẻ đẻ đó. Nhỏ vậy nó bị lớn vậy đó. Mau lắm. Đủ nồi mồi á. Đó nó ăn được dày này kia nọ. Thì sâu thì đủ hết. Chung. Nhẹ thì tốt không? Ừ, đúng rồi. Ăn vậy chân con cá khá nè, còn con nào nhóc chứ không có cái gì. Ba chén này, cái mấy anh em đi kiếm cái gì bắt cho cả nhà xem nha. Không biết bữa nay như thế nào đây. Cầm chia tay cả nhà trong phút chốc. Hẹn cả nhà ngày mai. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. Bye bye. Bye.